Lô, xin chào các bạn, và trên tay mình đây đang có Jack Club của Replica và bên này là Killian Anger xe. Hôm trước thì trong một cái buổi live trên TikTok thì mình đã vote các bạn muốn xem là so sánh hai mẫu gương nào để đi phỏng vấn. Và ngày hôm nay thì mình đã có mặt ở trên phố đi bộ và thời tiết cũng khá là mát mẻ để có thể phỏng vấn hai mẫu gương này. Và chúng ta hãy cùng nhau xem đâu sẽ là mẫu gương chiến thắng trong ngày hôm nay nhá. Mình đang có hai cái mùi hương cho nam mùa đông ở đây. Thì mình muốn xin cảm nhận, mình đã xịt ra giày thôi. Đây. Các bạn ngửi xem, các bạn đổi với nhau xem các bạn thích cái mùi hương nào hơn. Xem mà nếu như một bạn nam xịt thì sẽ ấn tượng với mùi hương nào hơn. Em thích cái mùi gì này hơn ạ? Mùi gì hơn á? Cái lý do vì sao em thích cái mùi gì hơn? Em cảm giác mùi nó nhẹ nhàng với cả nó ấm hơn, là không mùi này nó hơi mạnh quá nhỉ? Thế còn em? Em thích cái mùi này hơn à? Cái lý thế là em lại thích kiểu mạnh hơn đấy hả? Vâng. Kiểu chắc là gu cũng hơi nặng đô đúng không? Rồi đây, cái đây là cái mùi hương mà em chọn là của nhà Killian, con này là Anger Share. Còn cái chai này là chai Jack Club của bạn nữ thì thích. Rồi mình cảm ơn hai bạn nhá. Có hai cái mùi hương dành cho nam ở đây và mùa đông thì mình đã xịt ra hai tờ giấy rồi. Thì mình muốn các bạn cầm, các bạn ngửi thử xem. Đây là của nam. Ừ, cũng đều là của nam hết. Thì muốn kiểu hai bạn đổi với nhau và các bạn ngửi xem là các bạn thích cái mùi hương nào hơn. Nếu mà lựa chọn là mùa đông. Theo em cảm nhận thì cái này em thích cái này hơn. Cái chữ gì đây á? Dạ vâng ạ. Cái lý do vì sao em thích cái mùi hương này hơn? Nó có mùi kiểu quyến rũ hơn ạ. Ừ, kiểu nó ấm ấy hả? Vâng. Cái này thì sao? Cái này nó nhạt hơn, mùi kiểu không bị nồng. À thế ạ. Em thích mùi nồng hơn. À thế ạ. Em thấy thích chữ gì hơn? Đây là chai của em, em thích mùi gì? Em thích mùi này. Em cũng thích giống y không? Thích mùi này luôn. Vâng. Rồi đây là chai nước hoa mà cả hai bạn thích. Rồi mình cảm ơn hai bạn nhé, chỉ có thế thôi. Rồi mình cảm ơn. Rồi. Như mọi khi thì tôi sẽ quay đến cái nào chạm 5 thì thôi. Và hiện tại thì đang là 3-1. Và tôi rất sợ là Jack Club chiến thắng Anger Share các ông ạ. Nó không như dự đoán ấy, lần nào tôi đi quay nó cũng như thế. Thế là thôi, cứ để xem biết kết quả như đâu lại có màn lật ngược kèo. Nhanh lắm, xem cảm nhận thế nào, thích mùi hương nào hơn đây mà. Đơn giản lắm. Nhá. Hiện tại đây mình đang có hai cái mùi hương cho nam mà mình đã xịt ra hai cái tờ giấy rồi. Thì mình muốn các bạn cầm, các bạn ngửi thử xem mà các bạn thích cái mùi hương nào hơn. Các bạn ngửi xong rồi các bạn đổi với nhau. Xem mà nếu như là mùa đông cho nam thì các bạn sẽ kiểu thích cái ngửi mùi hương nào trên người các bạn nam hơn. Sẽ có một cái mùi hương hơi nặng một tí. À, nếu như là mình chọn thì mình sẽ thích cái mùi hương nào hơn? Em nghĩ là mùi này. Mùi này á? À, cho mình xem chữ này, chữ gì? Chữ A, cái lý do vì sao mà hai bạn thích cái mùi hương này hơn? Nó vừa phải, nó không nồng quá, cái mùi này hơi nồng. Còn cái mùi này nó nồng quá? Vâng, mùi này mình chọn mùi mồ hôi thôi. Mùi này mình chọn mùi mồ hôi thôi. Rồi mình cảm ơn hai bạn nhé. Đây là chai nước hoa mà các bạn thích, chai Killian Anger Share. Rồi mình cảm ơn hai bạn. Cạnh nhau đi cho nó tình cảm. Đây mà mày quay ở đây. Mình đang có hai cái mùi hương này, mình đã xịt ra hai tờ giấy rồi. Mình muốn các bạn cầm, các bạn ngửi thử xem là các bạn sẽ thích mùi hương nào hơn. Đây là mùi của nam mùa đông nhá. Mình thấy bạn nam đang xịt mùi gì đúng không? Đấy, hai bạn có thể đổi với nhau. Xem mà nếu mà thời tiết nó se lạnh một tí thì mọi người sẽ ấn tượng mùi hương nào hơn. Bạn nam chọn nam trước nhá. Đây là cái chữ A đúng không? Cái lý do vì sao bạn thích mùi hương này không? Hợp phong cách à? Cái còn mùi này thì sao? Này nó hơi gỗ quá. Nó hơi gỗ quá, không phải gu. Thế các bạn nữ? Em thì em thấy mùi này ngọt với cả là không quá bị nồng ấy. Không nghĩ là mùi này. Đấy, thế mà phải xem lại nhá. đây là chai mà bạn nữ thích, còn đây là chai mà bạn nam thích. Chai này chắc là mọi người biết nhiều đúng không? Nếu mà bạn dùng nước hoa đúng không? Ừ. Đây là chai bạn thích, chai Killian Anger Share. Rồi, mình cảm ơn hai bạn nhé. Rồi, rất cảm ơn. Đây là hai cái mùi mùa đông dành cho nam thì mình đã xịt ra giấy rồi. Thì các bạn cầm cái tờ giấy, các bạn ngửi thử xem là các bạn thích mùi hương nào hơn. Các bạn đổi cho nhau cũng được. Xem mà mình xịt ở đầu bên này. Ừ, đây. Xem nào nếu mà mọi người đổi cho nhau đi, xem là sẽ thích mùi hương nào hơn. Nó là hai mùi khác nhau. Em thì em sẽ thích mùi bên này hơn.
mùi bên này à? Bên này là đó là chữ gì nhỉ? À chữ A ấy à? Cái lý do vì sao mình lại thích cái mùi hương này hơn cái mùi hương còn lại? Bởi vì mùi này thì em thấy là nó cảm giác là nó nhẹ vừa. Nhẹ vừa với lại nó không bị hăng quá. Thế còn mùi này? Mùi này thì em không hiểu rõ. Mình không thấy rõ lắm à? Không hiểu rõ lắm. Thế có bạn nữ, bạn ấy thích mùi nào hơn? Nghỉ lại cho nó chắc. Em thấy em thích mùi này hơn à? Mùi cũng mùi chữ A hơn à? Chắc là cái lý do thì chắc cũng giống bạn nam à? Không, hay em cảm thấy nó nam tính hơn. À, nó nam tính hơn à? Đây là cái mùi mà hai bạn lựa chọn. Mình cảm ơn hai bạn nhé. Rất cảm ơn. Ok, và thực sự thì đúng là có một pha lộn ngược dòng các ông ạ. Phút cuối thì NGC lại giành chiến thắng với một cái tỷ số khá là chênh lệch. Lúc đầu thì mình nghĩ rằng là Gia Club thắng cơ. Cuối cùng thì khi mà try down ở trên giấy, sau khoảng tầm hơn một tiếng đi quay thì NGC lại giành chiến thắng. Và các bạn đang lăn tăn về hai cái mùi hương này thì hy vọng đây là một cái luồng ý kiến để các bạn có thể tham khảo, đưa ra lựa chọn chính xác nhất cho mùa đông năm 2022 này. Và nếu như các bạn thấy video hay, đừng quên việc like, share, ấn nút chuông theo dõi, nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.